Showcase của Phương Mỹ Chi gặp sự cố, hàng nghìn khán giả chạy loạn. Lộ thêm chi tiết Trấn Thành và Trúc Nhân rạn nứt. Nghi vấn sao mang bầu chỉ sau 5 tháng được cầu hôn. Châu Bùi biến mất khỏi mạng xã hội. Mỹ Tâm và Hòa Minzy gây sốt khi đỏ sắc chung một khung hình. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin của ống kính hậu trường. Sau đây hãy cùng tôi điểm qua những tin hot hit trong ngày. Showcase của Phương Mỹ Chi gặp sự cố, hàng nghìn khán giả chạy loạn. Điều gì đã khiến khán giả hỗn loạn trong đêm nhạc của Phương Mỹ Chi? Mới đây, showcase Vũ trụ cầu bay của Phương Mỹ Chi đã được diễn ra. Ngay từ rất sớm, rất đông người hâm mộ đã có mặt xếp hàng để chờ đợi thưởng thức đêm nhạc của cô nàng. Tuy nhiên, đêm nhạc của Phương Mỹ Chi đã bất ngờ gặp phải sự cố. Cụ thể, một cơn mưa rất lớn đã trút xuống ngay gần sát giờ diễn. Hàng nghìn khán giả trước đó ổn định chỗ ngồi đã phải chạy tán loạn để tìm chỗ trú. Nhìn thấy người hâm mộ vẫn xếp hàng dài để chờ đợi mình trong cơn mưa, Phương Mỹ Chi liên tục bày tỏ sự biết ơn đến sự có mặt của mọi người. Sau khi trời bớt mưa, khán giả đã di chuyển lại khu vực ghế ngồi. Khán giả được ban tổ chức chuẩn bị áo mưa, showcase của Phương Mỹ Chi đã được bắt đầu. Nữ ca sĩ Genji nhận về nhiều lời khen có cánh, gây ấn tượng với khả năng hát fly tốt và biểu diễn đầy tự tin. Phương Mỹ Chi hát fly liên tục 10 ca khúc trong album Vũ trụ cò bay. Mỗi tiết mục là sự kết hợp giữa nét độc đáo của văn hóa nghệ thuật dân tộc và những giá trị nghệ thuật hiện đại. Thời tiết không thuận lợi nhưng nữ ca sĩ vẫn trình diễn trọn vẹn, hát rõ chữ, xử lý tốt những nốt cao. Dù trời mưa to nhưng hơn 2.000 khán giả vẫn ở lại xem hết showcase Vũ trụ cò bay của Phương Mỹ Chi, chứng tỏ sự tài năng của cô gái Gen Z này. Lộ thêm chi tiết khẳng định Trấn Thành và Trúc Nhân rạn nứt. Đã rất lâu Trấn Thành và Trúc Nhân không còn tụ họp cùng hội cờ cá ngựa. Thời gian gần đây, Trấn Thành liên tục vướng tin đồn xích mích rạn nứt với những người từng rất thân thiết. Khi xuất hiện trong sự kiện vừa qua của Thu Minh, Trấn Thành bị bắt gặp khoảnh khắc bơ đẹp, không để ý đến Trúc Nhân, một trong bốn thành viên của hội cờ cá ngựa. Không chỉ thế, Trấn Thành tiếp tục để lộ thêm chi tiết khiến netizen có thêm cơ sở nghi vấn tình bạn của nam MC và đàn em Trúc Nhân đã không còn như xưa. Cụ thể, trên trang cá nhân, Trúc Nhân không còn trong danh sách những người được Trấn Thành theo dõi. Về phía Trúc Nhân, tài khoản của anh không theo dõi bất kỳ ai. Giữa nghi vấn cạch mặt, Trấn Thành không lên tiếng giải thích mà chỉ cập nhật hoạt động gặp gỡ bạn bè trong công việc. Về phía Trúc Nhân, nam ca sĩ vẫn giữ im lặng trước mọi đồn đoán của cư dân mạng. Trúc Nhân, Trấn Thành, Quang Trung và Ali Hoàng Dương từng có cuộc gắn bó trong hoạt động đời thường và tạo nên hội bạn cờ cá ngựa. Bẵng đi một thời gian, Trúc Nhân và Trấn Thành còn còn xuất hiện bên nhau. Thậm chí ngày Trấn Thành khai trương nhà hàng thì Ali Hoàng Dương và Quang Trung đều góp mặt nhưng không có Trúc Nhân. Trong quá khứ, Trúc Nhân từng chia sẻ chuyện Trấn Thành không hề thích mình trong lần đầu gặp gỡ. Thậm chí khi đó Trấn Thành còn không để ý đến lời chào của Trúc Nhân. Nghi vấn sao mang bầu chỉ sau 5 tháng được cầu hôn, ngoại hình khác lạ của cô khiến netizen cho rằng cô đang có tin vui. Vừa qua, Sam khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải bức hình mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên sinh năm 1990 xuất hiện bên những người bạn thân thiết. Đáng chú ý, cư dân mạng đã phát hiện ra ngoại hình có phần khác lạ của Sam. Hiện tại, trông cô có phần mũm mĩ và tròn trịa, tăng cân hơn. Trong bức hình, nữ diễn viên 9X còn cẩn thận để chiếc túi che vòng hai của mình. Sam còn có động thái đặc biệt, viết dòng chú thích đầy ẩn ý. Ăn mừng điều sắp đến. Ngoài ra, cũng không tiết lộ thêm thông tin nào khác. Khi netizen hỏi rằng chuyện đang mang thai, Sam chỉ để lại biểu tượng cảm xúc. Ở bức hình khác, cô được đăng tải trên story, Sam cũng lộ diện kính như bưng và chụp hình cận gương mặt. Ngoài ra, cũng không để lộ vóc dáng của mình. Những hành động của nữ diễn viên khiến netizen cho rằng cô đang có tin vui. Trước đó, nữ diễn viên cũng gây xôn xao khi lộ diện vẻ ngoài đầy đặn và mũm mĩm. Tuy nhiên, Sam đã lên tiếng đính chính thông tin mang bầu. Khổ tâm ghê, dạo này em mập thôi mọi người ơi. Tháng 4 năm 2023, Sam chính thức khoe bức ảnh đầy hạnh phúc để xác nhận đăng ký kết hôn với bạn trai. Dù sắp về chung một nhà, song đến nay, nữ diễn viên vẫn quyết giữ kín danh tính và diện mạo của chồng sắp cưới. Châu Bùi biến mất khỏi mạng xã hội, nghi vấn có bầu, phong độ tuột dốc hậu yêu đương, không update trên mạng xã hội gần 20 ngày trời. Vắng bóng trên các sự kiện thuộc khuôn khổ Fashion Week, Châu Bùi đã đi đâu? Có lẽ cái tên Châu Bùi đang được dân tình réo gọi nhất thời điểm hiện tại, bởi trong khi Quỳnh Anh Xin hay Khánh Linh đang oanh tạc tại Milan Fashion Week thì cô đang lại vắng bóng. Dân tình bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn cho sự vắng bóng lạ thường này. Là một fashionista đình đám luôn xuất hiện với diện mạo độc lạ thu hút tại các tuần lễ thời trang, việc Châu Bùi không có mặt như những cái tên đình đám khác quả là một dấu chấm hỏi cực lớn.
Nhìn lại đầu năm nay, rõ ràng chúng ta vẫn còn chứng kiến những layout thời thượng của Châu Bùi, anh tạc khắp các mặt trận thời trang từ Âu sang Á. Nhưng tới mùa này, không còn ai có thể tìm được Châu Bùi. Bốn từ tuần lễ thời trang vốn tưởng rất xa vời, giờ lại thành khoảng thời gian sôi động khiến cộng đồng mạng cứ bàn tán mãi. Năm nay cũng chẳng ngoại lệ, như khi nhìn thấy Duy Khánh, Quỳnh Anh Xin, Khánh Linh, Anh Tú đang tung hành ngang dọc, dân tình lại đặt ra câu hỏi Châu Bùi đâu rồi, nhớ Châu Bùi quá. Cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn Châu Bùi đang mang bầu hoặc bận bịu chuyện gì hệ trọng lắm, bởi suốt 2 tuần vừa qua cô nàng không hề đăng bất kỳ một bài viết hay hình ảnh nào. Bài đăng gần nhất của Châu Bùi là vào ngày 9 tháng 9, sau đó cô nàng không cập nhật gì thêm nữa. Điều này khiến các fan vô cùng lo lắng, bởi vốn dĩ cô nàng là người hoạt động tích cực trên mạng xã hội, cũng như là gương mặt quen thuộc của các nhà mốt đình đám, nên không có chuyện tự nhiên mất hút. Một số ý kiến cho rằng từ ngày quen Vinzy, phong độ của Châu Bùi ngày càng sụt giảm. Gu thời trang của cô nàng cũng không còn giữ được chất riêng như trước. Tuy nhiên, nhiều người cũng bênh vực Châu Bùi, cho rằng chuyện yêu đương của cô nàng chẳng hề ảnh hưởng tới sự nghiệp. Bằng chứng là trước đó Châu Bùi từng lọt top 30 under 30 châu Á của tạp chí Forbes, và cô nàng cũng khuấy đảo các show đình đám như Chanel, Gucci đầu năm nay. Để giải đáp thắc mắc lý do Châu Bùi vắng mặt tại tuần lễ thời trang nhộn nhịp, ekip của Châu Bùi cho biết hiện tại vì gặp vấn đề sức khỏe nên cô không tham gia chuỗi sự kiện tuần lễ thời trang Xuân Hè 2024. Điều này khiến tín đồ thời trang trong nước nói chung hay fan của Châu Bùi nói riêng cảm thấy có phần trống vắng và tiếc nuối. Liên tục xuất hiện hàng loạt show diễn lớn qua các kỳ Fashion Week, Châu Bùi không bao giờ bó hẹp bản thân trong một concept nhất định. Cô luôn đổi mới phong cách qua từng show diễn, tạo sự khó đoán và khiến người ta tò mò. Mỹ Tâm và Hòa Minzy gây sốt khi đọ sắc chung một khung hình. Khoảnh khắc của hai nữ ca sĩ khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú. Mới đây, trên trang cá nhân, Hòa Minzy không giấu khỏi sự hạnh phúc khi khoe ảnh chụp chung với Mỹ Tâm, diện trang phục hai màu sắc đối lập. Hai nữ ca sĩ nổi tiếng khiến dân tình suýt xoa khen ngợi vì visual đỉnh dù hơn kém nhau 14 tuổi. Kèm theo đó, Hòa Minzy bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đàn chị, tấm gương sáng trong nghề của em. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều không ngừng tấm tắc khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của Mỹ Tâm và Hòa Minzy. Nhiều người còn cho rằng dù đứng cạnh đàn em kém tuổi nhưng visual của Hòa Minzy tóc nâu vẫn vô cùng nổi bật. Bên cạnh những lời khen về nhan sắc của Hòa Minzy và Mỹ Tâm, giọng ca gốc Bắc Ninh bất ngờ vướng vào tranh cãi vì bức hình này. Cụ thể, netizen cho rằng hình ảnh này khá diềm nhan sắc, để lộ những khuyết điểm của ca sĩ Mỹ Tâm. Ngược lại, Hòa Minzy có phần nhỉnh hơn, xuất hiện xinh xắn và tươi tắn bên đàn chị. Trước những ý kiến trái chiều từ netizen, Hòa Minzy đã gấp rút lên tiếng giải thích. Cô cho biết chỉ chụp được duy nhất một bức hình với đàn chị. Ngoài ra, cô khẳng định ca sĩ Mỹ Tâm vẫn đẹp trong bức hình này. Vừa qua, Hòa Minzy xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời xuất hiện trong live show 3 của chương trình Việt Nam Idol 2023. Nữ ca sĩ đã biểu diễn bản hit thị màu đầy sôi động, bùng nổ. Không chỉ đem tới phần trình diễn đầy thu hút, Hòa Minzy còn gây ấn tượng với khán giả khi có những hành động ghi điểm 10 tinh tế, thể hiện sự lễ phép với bộ ba ban giám khảo. Bản tin cung kính hậu trường đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.